chứng khoán tuần từ 27 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12, thị trường có thể duy trì quán tính hồi phục. Chỉ số VN Index được dự báo có thể điều chỉnh trở lại trong những phiên giao dịch đầu tuần từ 27 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 với biên độ giao động dự kiến 1085 đến 1095 điểm. Trong tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua khoảng giao dịch nhiều biến động với những phiên tăng giảm điểm đan xen. Cho tuần từ 20 đến 24 tháng 11, VN Index đóng cửa ở mức 1095,61 điểm, giảm 7,12 điểm, tương đương 0,51% so với tuần trước. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch bình quân phiên trên cả ba sàn đạt 21.161 tỷ đồng, giảm 0,2% so với tuần trước, nhưng tăng 14,6% so với trung bình 5 tuần. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tuần thứ ba liên tiếp với trị giá 902,9 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân mua dòng 1.045 tỷ đồng trên sàn HOSE Tính riêng khớp lệnh, nhóm này mua dòng 318,3 tỷ đồng, tập trung ở ngành hàng thực phẩm, đồ uống và bất động sản. Ở phiên giao dịch đầu tuần mới 27 tháng 11, các công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể duy trì quán tính, hồi phục, để chỉ số VN Index kiểm định lại các kháng cự MA5 tại 1.100 điểm và MA50 tại 1.105 điểm.